Mười Đức Tiến, con làm gì hết hồn hả? Vì làm gì vậy? Ê, nè, đừng có phá đám gì nghe. Khó khăn lắm vì mới có được cơ hội này đó. Má con biểu nó giúp má con gội đầu. Cái đôi bông này nè, má con tháo ra để trên bàn. Nếu như mất, chắc chắn là má con sẽ nghi ngờ nó, đúng không? Mà bây giờ có chứng cứ nữa là ba má con sẽ đuổi nó đi liền. Ba má con ghét nhất là cái thói gian tham mà, đúng không? Đưa đây cho dì bỏ nó vô. Đây, lẹ lẹ. Con làm cái gì vậy? Tiến, dì đem trả lại cho má con đi. Con không muốn gì vô quan giáo họa cho ai đâu. Trời, cái đi vậy? Nè, con làm cái gì vậy?